Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em thêm một cái món đồ chơi công nghệ nữa giúp trang trí và làm đẹp cho góc PC của anh em. Đây chính là chiếc đèn Color Light Plus đến từ Light Smart. Phiên bản mình đang có ở đây là bản Plus Kit nên sẽ có phần chân đế đi kèm. Ngay từ ngoài vỏ hộp, anh em đã có thể thấy ngay được thiết kế sơ lược của đèn, bao gồm những cái khối đèn lục giác được ghép nối với nhau. Sản phẩm này thì có tương thích với lại Apple HomeKit, Google Assistant cũng như Alexa luôn. Vì vậy anh em có thể dễ dàng ra lệnh bằng giọng nói. Ở bên cạnh vỏ hộp, có thể thấy rất nhiều các module đèn với những cái hình dạng khác nhau. Tức là anh em có thể mua thêm nhiều cái module đèn khác và ghép nối chúng lại với nhau. Cái này thì tùy ngân sách cũng như khả năng sáng tạo của anh em. Như bộ kit mình đang có ở đây thì sẽ có 7 bảng đèn cũng như là một cái phần chân đế đi kèm. Bên đây chúng ta sẽ có một vài những cái thông tin như đèn có thể thay đổi màu sắc theo nhạc. Về màu sắc thì đèn có tới 16 triệu màu, tha hồ cho anh em điều chỉnh các chế độ hiệu ứng khác nhau luôn. Ngoài ra như mình nói ở trên thì đèn có hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói. Một số những cái lưu ý khác như đèn chỉ hỗ trợ kết nối 2.4GHz thôi nha. Và đặc biệt anh em có thể thấy ở đây, sản phẩm đã đạt giải thưởng về đổi mới sáng tạo tại sự kiện CES 2019, một sự kiện lớn của thế giới công nghệ về những cái mặt hàng điện tử tiêu dùng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp đó chúng ta sẽ có một cái giá đỡ đèn, anh em có thể để ở trên bàn hoặc những cái vị trí nào bằng phẳng tùy thích. Còn không thì có thể gắn hoặc là treo trên tường cũng được. Tiếp đó sẽ là những cái bảng đèn hình lục giác. Và ở đây có tổng cộng là 7 bảng đèn nha anh em. Nếu mà anh em muốn nhiều hơn thì có thể mua thêm những cái bộ khác về ghép nối là xong. Còn đây là những cái thanh dùng để kết nối các module đèn lại với nhau. Cũng như chúng ta sẽ có thêm một cái phần đế controller có tích hợp nút bấm vật lý để tắt mở đèn cũng như điều chỉnh các chế độ hiệu ứng. Mình sẽ tiến hành lắp đặt nhanh sản phẩm. Nói chung thì cái bộ này lắp đặt cũng dễ dàng anh em, cũng không có gì quá khó khăn đâu. Nhưng mà anh em cần lưu ý với mình một chút là về những cái thanh ghép nối ấy, thì thanh dài sẽ là dùng để kết nối tín hiệu, còn những cái thanh ngắn hơn thì dùng để cố định đèn thôi nha. Vì nếu lắp sai thì đèn sẽ không thể sáng được. Như trên video mình có lắp thử cho anh em xem nè. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mình cũng đã lắp đèn xong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm nhanh sản phẩm. Để có thể điều chỉnh được những cái hiệu ứng đèn trên điện thoại, anh em tải cho mình ứng dụng Color Light ở trên chợ ứng dụng là xong. Mình sẽ điều chỉnh một vài hiệu ứng cho anh em xem thử luôn. Trên app này thì nói chung có rất nhiều hiệu ứng, tha hồ cho anh em vọc vạch. Chế độ mà mình thích nhất có lẽ là cái mà nháy theo nhạc đó anh em. Nếu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.